Xin kính chào các bác. Ở video clip này em xin chia sẻ một chút và tâm sự một chút với các bác trong cái chơi âm thanh các bác ạ. Không cứ phải những sản phẩm đắt tiền mà các bác có thể sở hữu một bộ cấu hình hay thì không cứ phải đắt tiền các bác ạ. Nhưng ở video clip các bác đang xem đây là một cặp loa cũng thuộc một trong những phân khúc đắt tiền các bác. Cặp loa HPM100 phiên bản 200W đó các bác. Thì đây là một trong những cặp loa có cái tầm giá ngoài 20 triệu các bác. Nó bình thường thời điểm nó lên đến tận 26, 27 triệu. Nhưng với thời điểm hiện tại những cặp loa này giá chỉ còn có 22 triệu tròn ở cửa hàng nhà em. HPM100 200W các bác ạ. Cặp loa này em sẽ giới thiệu kỹ sau. Đó, nhưng em muốn chia sẻ một chút các bác là ngày hôm nay ở Hà Nội thì đang mưa rất lớn các bác nhé. Hôm nay mưa rất lớn. Thì anh em bọn em đang gói hàng đây các bác. Anh em bọn em đang gói hàng để gửi đến các bác trên mọi miền Tổ quốc đây các bác. Các bác đang gói để gửi trên mọi miền Tổ quốc để gửi đến các bác. Thật sự là cũng rất là mệt các bác ạ. Rất là mệt. Nên là có những đơn hàng mà bọn em có gói chậm một chút thì các bác thông cảm cho bọn em. Nhưng cái âm thanh này các bác ạ, nó làm cho cái người bán cho bọn em này các bác, cũng như là người chơi các bác. Bọn em là người bán cũng như là người chơi. Thì nhiều khi đam mê lắm các bác, không biết các bác có giống em không. Ngồi nghe hoài, nghe chán, nghe đi nghe lại, nghe hoài nghe mãi cái danh sách bài hát của mình đã thích. Các bác có thể thấy là em rất hay test những bài kiểu này lên trên kênh nhà em các bác. Thật sự là những bản hòa âm phối khí như này nó quá tuyệt vời các bác. Thì với những cái bộ cấu hình và những cái sản phẩm thiết bị hàng bãi chất lượng khi ghép với nhau mà lại ngồi bỏ công sức ra ghép với nhau các bác thì không cứ phải đắt tiền nó cũng hay. Nhưng đây là một bộ đắt tiền các bác nha. Thì chắc chắn rồi cái điểm hay của nó sẽ là vượt trội các bác, bởi vì khi đã ghép phối hợp với nhau nó đã ăn ý rồi. Thì cái hàng bãi này nó em gần ra như là bị điên vì cái âm thanh các bác ạ. Nhiều khi nghĩ buồn cười, một ngày có 24 giờ thì 12 tiếng ngồi với những cái cặp loa với những chiếc âm ly này, ngồi cả ngày cả, nghe hoài nghe mãi không chán. Và cứ mỗi một bộ cấu hình, mỗi một sản phẩm trước khi gửi đến các bác hay là trước khi quay lên video test lên, nó lại có một cái cảm xúc khác biệt cùng cái bài hát này các bác nhá, cùng bài này, cùng bài liên khúc này các bác. Đây là bài liên khúc cho người tình. Bác nào thắc mắc đây là bài hát nào thì đây là liên khúc cho người tình của Tuấn Vũ các bác. Thì các bác cứ gõ liên khúc cho người tình Tuấn Vũ trên YouTube là nó ra ngay bài này các bác. Rất là hay luôn. Bộ hòa âm phối khí của sân khấu ASEAN các bác. Nó thời điểm đó nó phối khí cái bài này thật sự các bác là nó tỉnh cao các bác ạ. Em nghe đi nghe lại, nghe hoài nghe mãi. Đến nỗi mà vợ em còn nói là nghe đi nghe lại suốt ngày nghe mấy bài riêng gì mà không thể chán. Đấy, vợ em còn nói thế các bác. Thật sự các bác là không biết các bác có giống em không. Kênh nhà em thì em rất hay test những bộ cấu hình, cũng như là rất hay test những bài hát như vậy. Thật sự các bác là mỗi một bộ cấu hình, mỗi một cặp loa nó đều có những cái hồn. Và mỗi một cặp nó đều có một cái chất riêng của cái loa. Nên tuy là một bài hát chúng ta nghe hàng ngày luôn, nhưng khi mở mỗi một bộ cấu hình hay mỗi một sản phẩm, mỗi một cặp loa, mỗi một chiếc mì, nó lại cho ra một cái hồn khác nhau. Người ta gọi là cái nhạc tính khác nhau các bác. Nên khi nghe hoài nghe mãi, mình nghe thấy có hôm mình vui thì mình nghe thấy bộ này nó hay, hôm mình buồn thì mình nghe thấy bộ kia nó hay. Nó mặc dù cùng một bài hát các bác nha, nên nó rất là trừu tượng. Nhưng mà làm sao em là người bán, em có thể phối ghép với cái sự hiểu biết nông cạn của em đó các bác. Em sẽ phối ghép làm sao cho cái bộ cấu hình nó đạt cái chuẩn mà cái cặp loa nó mong muốn, nghĩa là cái hãng nó mong muốn chúng ta nghe như thế nào. Thì em muốn ghép làm sao cho cái cặp loa nó được khai thác được hết chất âm của nó, hoặc là ghép làm sao cho chiếc âm ly nó được thể hiện hết cái nhạc tính của nó các bác. Thì đây là một cặp loa HPM100 đặc trưng dòng này các bác nhé. Là tiếng bass, tiếng trung, tiếng chép của nó nổi trội. Xin nhấn mạnh các bác lại là nổi trội trên ba giải. Đây là một cặp loa đánh tốt ba giải. Kể cả những bác khó tính nhất cũng khó có thể chê được cái giải chép, giải trung, giải bass của nó. Nghĩa là ba giải của nó đánh rất đều. Và đặc biệt giải bát oánh mềm sâu như những dòng JBL các bác ạ. Như những dòng JBL 4312 hay là L100. Bởi vì đây là một con bát
do kỹ sư của JBL sản xuất cho Pioneer các bác, kết hợp sản xuất cùng. Và cặp loa này người ta gọi là cặp loa line các bác nhé, cặp loa line giữa JB và Pioneer. Đó, với mỗi cặp loa HP-M100 phiên bản 200W này, nó là dòng xuất Mỹ, nó cực kỳ hiếm trên thị trường các bác ạ. Hiện tại cửa hàng em đang lác đác vài ba cặp của cửa hàng các bác nhé, sau có một cặp nữa các bác. Thì với những cặp loa này tiếng của nó hay lắm các bác. Các bác muốn chơi một cặp loa Nhật mà không cần phải quá là đắt tiền, mà phải yêu cầu chất âm nó phải hay như những dòng loa Mỹ các bác nhá, thì đây là một trong những cặp loa mà cái tiếng chép của nó cực kỳ dịu tai, nhưng mà nó lại lung linh huyền ảo luôn các bác ạ. Tiếng chép rất lung linh, và tiếng bass đánh mềm sâu, tiếng trung thì cực kỳ tốt các bác nhá. Nó sở hữu một con trung giấy và một con mid chép giấy và một siêu chép, và có hai cái tinh chỉnh trên mỗi thân thùng. Cặp loa khá to các bác ạ. Các bác, cặp loa này thì sở hữu một bass 30 lỗ thông người phía trước đặc trưng rồi. Bây giờ em để các bác giá cặp loa này chỉ có 22 triệu tròn thời điểm tháng 3 này các bác. HP-M100 200W thì em dạo này về rất nhiều các bác nhá, mỗi một tuần về 2-3 cặp các bác. Các bác cực kỳ đẹp luôn, góc cạnh siêu đẹp. Và với những cặp loa tuyển chọn này các bác chơi 200W và danh định là 100W các bác, đây là những dòng xuất Mỹ các bác nhá, những dòng loa xuất Mỹ các bác. Và các bác, đây có một cặp nữa này, cặp nào cũng đẹp như mới luôn các bác. Thì các bác cứ lấy cặp nào, nói chung là cặp nào cũng như nhau hết rồi các bác, cặp nào cũng đẹp như nhau hết rồi các bác ạ. Cặp nào cũng đẹp như nhau hết rồi. Các bác có nhu cầu lấy những cặp HP-M100 phiên bản 200W này thì các bác nhắn tin cho em để các bác giá chỉ 22 triệu, giá chỉ trong cái tháng 3 các bác nhá, giá cực kỳ tốt, sắp hết tháng 3 rồi các bác. Vì thế những cặp này em bán 23 triệu 500 nghìn đồng đã giá tốt nhất thị trường rồi các bác. Và với những cặp này các bác nghe nhạc đa thể loại rất hay các bác ạ. Mà nghe những cái thể loại mà nhạc liên khúc này các bác đánh với những chiếc âm ly săn xui, nói chung các bác nhá, nói chung âm ly săn xui đánh vào HP-M100 rất là hay. Thì các bác nghe cái chất âm của nó không phải chỉnh bát tép luôn, không cần lâu lướt luôn, thì các bác lâu lướt này khỏi cần luôn, cứ bơm lên là hay các bác. Cứ bơm volume đến đâu là hay đến đấy các bác. Em còn chưa bật download các bác nhá, một chiếc âm ly Sansui 67XR giá 9 triệu đồng, nó sở hữu cái công nghệ Hyper Alpha X35. Công nghệ Alpha X35 này là công nghệ nổi tiếng của nhà Sansui, và đây là cái công nghệ đại khái là làm sạch âm sắc và cân bằng âm sắc đối với từng dòng nhạc và từng cặp loa các bác ạ. Với những cặp loa nó sở hữu con chép điện như này, các bác lưu ý nhé, phải có những chiếc âm ly có cái âm sắc là tốt. Đơn cử như con Alpha X35 này âm sắc rất là sạch, tiếng tép sạch bay luôn, không một tí sạn. Và các bác có nhu cầu lấy cả loa nữa âm ly, hoặc những bác có những chiếc âm ly săn xui, kể cả những dòng MR, NRA hay là dòng KX, DR hay những dòng LXA, nó đều có cái mạch Alpha X35, các bác có thể chơi HP-M100 rất tốt. Ngoài ra cặp loa này rất hợp với những dòng săn xui đài cổ các bác ạ. Cứ âm đi săn xui đến đây cũng hợp, hoặc các bác rất là hợp luôn, hoặc là những dòng Lachman L85, L80V 309, 309 trơn, 308V, 308 trơn các bác. HP-M100 hiện tại ở cửa hàng em giá chỉ có 22 triệu, đẹp xuất sắc như vậy các bác, nhanh tay sở hữu cặp loa trong cái mùa tháng 3 các bác. Và em xin kết thúc video clip ở đây. Các bác có nhu cầu lấy sản phẩm nào chỉ cần nhắn tin cho em. Hiện tại ở cửa hàng em đang có rất rất nhiều những sản phẩm chất lượng các bác nha. Các bác, ví dụ như cặp loa này đây, hôm trước em có bán một cặp là Victor GS55 các bác. Cặp này giá rất là tốt, chưa đến 5 triệu đồng, 4 triệu 800 nghìn đồng. Cặp loa này tiếng cực kỳ hay luôn các bác ạ. Một con chép còi bằng nhôm và một bát 25 lỗ thông hơi phía trước các bác, lỗ thông hơi lớn. Và một trung giấy 16, 20 tinh chỉnh. Cặp loa này tiếng cực kỳ mềm luôn, đánh với những dòng âm ly Pioneer mặt phay 7900 hay là 6800 25 mã các bác, rất hay luôn. Các bác, cực nhiều sản phẩm từ cỏ cho đến chất lượng. Từ những hàng cỏ các bác nhé, nhưng em tuyển những cặp loa cỏ chất lượng. Em tuyển những cặp loa cỏ mà nó nghe tiếng nó hay,
chứ em không tuyển những cặp mà nó gọi là tiếng nó không được tốt các bác. Cùng phân khúc tiền nhưng phải hay các bác nhá. Đó, hoặc là các bác có thể chơi những dòng Onkyo đời cao này, 77DX, XD các bác. Đánh với những dòng Sansui kia cực kỳ hay các bác nhá. Cặp loa này về gông nó hơi ố một chút, em có thể đánh bóng lên được các bác nhá. Cứ để như vậy chơi ok luôn. Thùng vách rất đẹp. Cặp này giá chỉ có 9 triệu 300 nghìn đồng các bác, 9 triệu 300 nghìn đồng. Thông số của nó đây các bác, 90 dB, 230W. Đây là một trong những cặp loa rất là hay đến từ Onkyo, R và L các bác. Các bác R và L. Đó, ngoài ra các bác có thể chơi một cặp loa hơn 6 triệu một chút, 6 triệu 300 nghìn đồng F700 các bác. Pioneer F700 huyền thoại các bác ạ, tiếng rất hay luôn. Các bác ghép với những dòng âm ly mặt phay cổ các bác, từ Technic cho đến Pioneer cho đến Onkyo. Nói chung là rất dễ phối ghép các bác nha. Kenwood, những dòng âm ly Kenwood nữa đánh vào rất là hay các bác. CFF7000, giá cặp này chỉ có 6 triệu 3, đẹp xuất sắc luôn. Em còn hai cặp V50F của Pioneer vừa nghe vừa hát ở đây. Bây giờ em bán 16, 15 triệu, 16 triệu các bác nhá. Bác nào có nhu cầu lấy cặp loa này, đó, em có hai cặp đây, để các bác giá 14 triệu đồng. Hoặc là bán giá vốn luôn cho các bác luôn. Có nhu cầu lấy em để giá 14 triệu. Đấy các bác, lại một cặp HPM 100 200W để đây các bác. Các bác rất là đẹp luôn. Diatone 77EXV AV này, cặp này bình thường giá nó khoảng 8 triệu 6 các bác nhé. Bát 30 mà carbon. Bát 32 carbon các bác. Và chép titan new mình các bác, chép titan các bác. Cặp loa này vừa nghe vừa hát và tiếng chép rất hay, tiếng chép hay nhất trong dòng 77 của Diatone, nó dòng EXV AV luôn các bác nhé. Cái càng đẹp xuất sắc luôn, cặp này em để các bác giá chỉ có 7 triệu 600 nghìn đồng, giá quá rẻ luôn. Ở Victor SX7 này các bác. Rất đẹp luôn, Victor SX7, đẹp xuất sắc luôn. Đó, cặp loa này giá 7 triệu các bác nha. Toàn những cặp loa hay các bác ạ. Thật sự phân khúc tiền bây giờ bên cửa hàng em toàn những cặp loa rất là hay để các bác chơi. Đó, Pioneer Y9 này 21 triệu 500, giá đúng giá vốn luôn. Không lấy lời một đồng nào cặp loa này. Đó các bác. Đó các bác, cặp loa này em để các bác giá còn một cặp cuối cùng trong cửa hàng. Để từ Tết đến giờ thì các bác, đẹp xuất sắc luôn đấy các bác. Đẹp xuất sắc luôn, 21 triệu 500 các bác nha. HE10 này 14 triệu rưỡi được các bác. Cặp này bình thường 16 triệu rưỡi các bác. Vừa nghe vừa hát này, một kèn này. Hôm trước lên sóng một cặp bán rồi, hôm nay lại bóc ra một cặp nữa đây các bác. Còn nguyên bụi đi các bác. Còn nguyên bụi các bác nhá. Các bác, cặp này vừa bóc rồi các bác, cặp này vừa bóc xong các bác. Nguyên bụi này. Anh em vừa bóc lúc trưa này thôi. Giá cặp này chỉ 14 triệu rưỡi các bác nhá. Đó. Và ở đây là có JBL L100T đây các bác. JBL L100T đây các bác. Một chiếc nữa em để bên kia, một chiếc em để bên kia các bác nhá. Các bác, hai chiếc đẹp xuất sắc như nhau luôn. Đó, một cặp siêu đẹp L100T. Bác nào có nhu cầu nhã ý lấy cặp này em để các bác giá rất là tốt luôn. Bình thường nó 29 28 triệu 8 để các bác giá 28 triệu tròn. Đẹp như mới luôn các bác nhá. L100T khỏi bàn luôn các bác, siêu đẹp luôn. Sử dụng củ bát giống với củ của JBL 4425 là các cái chép tai voi các bác, cặp loa có chép tai voi các bác. Dòng cao cấp các bác nha, đây là dòng 100T, nó đỉnh hơn những dòng JBL L100 nhiều. Đó, nhưng mà giá rẻ hơn, to cao, gấu. L100 giờ 32 triệu, 34 triệu. Cặp đấy 28 triệu để con giá rất tốt luôn. Và các bác, cửa hàng để đăng về rất nhiều những âm ly và loa đẹp. Bây giờ em xin kết thúc video clip ở đây. Nhấn mạnh các bác là HPM100 thời điểm bây giờ mua quá rẻ các bác nhá. 22 triệu, cặp HPM100 200W. Nhấn mạnh các bác là bản 200W, bản hay nhất của HPM100. Rồi, xin kính chào các bác. Thôi thành đô đến hoang vu đầy tâm tư. Nhìn cuộc đời, nghe sầu vương theo đôi chân giá bơ vơ. Biết bây giờ, có ai thương ai mong chờ.
mùa thu.